Tam pháp yếu của tế công hoạt Phật. Thứ nhất, tinh thần tế công. Ta vì mọi người, thì mọi người vì ta. Đó tức là dùng cái tinh thần lợi tha, tức là đem lại lợi ích cho người khác, có lợi đối với người khác để xử thế, tất có sự hồi báo của lợi mình. Ngày nay, người đời tuy mang cái mác danh đẹp rằng tu đạo, thế nhưng lại cố chấp quá sâu ở trên các tông phái tôn giáo, nhấn mạnh quá mức về quyền bính trên mặt hình tượng như chân thiên mệnh, chân tổ, chân sư, chân kim tuyến của tự mình mà xem người khác là hư dối, giả tạo. Phạm như thế, trên mặt tu trì tôn giáo tồn một thứ tâm thái, mình phải, người khác chẳng phải, thì thật là quá quá. Ngày xưa, Phật thường khen ngợi người khác, thánh nhân cũng thường ca ngợi người khác. Huống hồ tranh chấp trên các pháp môn tu đạo, hủy người là tội lỗi lớn nhất, nên sửa chữa lỗi sai ngay. Thêm nữa, nếu tuyên bố rằng tông phái nào đó đã lỗi thời, thì thật chẳng phải là từ ngôn thiện hành. Cái gọi là lỗi thời là phải xem coi sự trợ ích của nó đối với tình thái của xã hội như thế nào. Nếu như vẫn còn có giá trị đem lại lợi ích cho đời, thì chẳng xem là lỗi thời. Lại khinh bỉ đối với loan môn nói rằng loan đường hậu thiên, thì đã phạm vào cái tội khinh người. Người tu đạo nên có tấm lòng sâu rộng như thung lũng, có thể dung nạp vạn vật, vô cùng khiêm tốn. Lục tổ nói rằng Phật pháp tại thế gian, chẳng rời thế gian giác. Phàm là thiết nơi chùa miếu của thế gian, Phật đường tức là hậu thiên loan đường. Thế nhưng hậu thiên loan đường nếu có tâm tiên thiên và hành vi tiên thiên, lẽ nào có thể tùy ý nhạo báng phê bình, lời mở miệng làm tổn thương người, bút viết xuống sát hại chúng sanh. Phàm những người mắc phải bệnh đạo này thì đều chẳng có tinh thần tế công. Do đó, những chúng sanh nguyện sâu có chí tu hành pháp môn tế công, nên tham khảo học tập thật nhiều vào những lời nói, hành động, cử chỉ của tế công lúc còn sống tại thế. Đường lớn hẻm nhỏ mặc sức ta đi, già yếu phụ nữ trẻ con đạo như nhau. Bất kể con giàu nghèo, bất luận con đẹp xấu, bất kể con là tăng hay là tục, đều xem như đồng bào xích tự, cùng là các Phật tử trên trời, hà tất phân bạn, tôi. Ngành nghề của mỗi người không giống nhau, thế nhưng lấy một điểm chân tâm, chân tâm nếu như hiển hiện, thì tăng đạo thánh tục cùng hợp dòng với nhau, chùa miếu đền đường đều cùng một nhà. Do đó, mong rằng chúng sanh mỗi người đều mang tinh thần tế công, tôn trọng giáo phái của người khác, chỉ tồn tâm thuần chân, tức là được đạo thân. Lão Nạp có kể rằng các giáo và loan môn đều xem như đồng đẳng, tam dương gặp khai thai, phổ độ phóng hào quang. Thứ hai, nguyện lực tế thế. Chúng sanh vô lượng thệ nguyện độ. Đó là một loại nguyện lực từ bi vi hoại. Cái tâm ban đầu của người học Phật tu đạo lúc mới bắt đầu thường dũng mãnh tinh tiến, thế nhưng hệ có một chút thành tựu, tức sản sanh cái tâm tự mãn, uể oải biến nhát chểnh mạng, kế đến bắt đầu ngồi hưởng sự cúng dường, tiếp nhận những lời khen ngợi. Lâu rồi đạo tâm ngày càng lùi, càng tệ hại hơn nữa thì nặng nhiễm sắc trần, bỏ thánh nhập phàm. Do đó, một vị ở bậc thầy vị trí cấp cao, ngầm làm những hành vi xấu,
thường trội hơn những tiểu tu sĩ bình thường chẳng chút danh tiếng, mà tự đọa vào vô gián địa ngục. Lão nạp than rằng, vị tôn đức hèn mọn, đạo cao ma cũng đến. Do vậy mà khuyên những người tu đạo của thế gian, nhất định phải dùng cái tâm như đi trên băng mỏng, như đối mặt vực sâu, cẩn thận e sợ, cảnh giác đề phòng, tự kiểm soát lấy mình, để tránh nguyện tế thế chưa liệu, địa ngục đã đến trước, lẽ nào chẳng buồn thay. Nên dùng niềm tin, chúng sanh không độ tận, thề chẳng thành Phật, ôm ấp cái tâm nguyện cứu đời. Không thể có những chuyện như ỷ cậy vào công lao của mình mà tự cao tự đại, tham thèm danh vị, hưởng thụ cúng dường, biến nhát ngạo mạn, xa rời chúng sanh. Đối với những việc như quyên góp in ấn kinh sách, phóng sanh, từ thiện cứu tế, tu sửa xây dựng lại chùa miếu, những việc công ích trợ giúp xã hội càng nên nhiệt tâm đi làm, để tiêu giảm nghiệp chướng, bồi dưỡng thiện đức, đạt đến tâm nguyện tế thế. Nếu không thì đạo đức chẳng cách nào viên mãn. Thứ ba, trí tuệ tế hóa. Tế hóa chính là một loại hiện tượng điều hòa một cách hoàn mỹ. Nếu như chẳng có loại trí tuệ hoàn mỹ này, trên hành trình con đường tu đạo thường sẽ rơi vào trong một loại tình cảnh theo một cách mù quáng, vô tri, bồi hồi, biến động. Bởi vì phạm vi dẫn dắt tiến đạo rất rộng, như bạn bè thân thích độ hóa, sự bàn luận của các đồng nghiệp công ty, những tờ báo tạp chí văn chương khởi tính, những sách đọc của kinh điển, sách khuyến thiện, đều là những nhân tố dẫn đạo một con người hướng đạo tu hành. Thế nhưng, những thứ này chịu sự ảnh hưởng của nhân tố hành vi con người, đều có tác dụng hai mặt chánh phản. Do đó, nếu hoàn toàn dựa vào những vật truyền đạo hữu hình này để lấy làm chuẩn tắc tiến tu ngộ đạo, thì thường đi đến nửa đường bạn sẽ rơi vào trong đầm lầy, dẫn đến cuối cùng có người khởi tâm nghi ngờ, có người sanh thoái chí, có người uổng phí tâm, có người sanh ngoan cố, có người đi sai đường. Tu đạo cả một đời, cuối cùng rơi vào thành tựu thần tượng cái tôi nhỏ. Do vậy, trí tuệ mới là căn khí của sự thành đạo. Đặc biệt là sự tu đạo ngày nay đã tiến vào trong trí tuệ khảo. Nếu như thiếu trí tuệ, chẳng biết lựa chọn, chuyên dựa vào thần dị, hình tướng mà nhập môn, nhất định sẽ tu thành cái kết cục thần tượng nhỏ. Cả đời bỏ ra tâm huyết lớn, nguyện lực lớn, chỉ do cất chân bước đi một bước sai, kết quả tự nhiên đọa thiên tà. Do đó mà nguyện người đời tu đạo nhất định phải đột phá cái ngã tướng, mới có thể hóa đi những phiền não, mở cánh cửa lòng, được sự đại tự tại. Ta có kể rằng, tu đạo học Phật chẳng pháp môn, chỉ đem một tâm xem là thật, mặc họ bay trời hay xuyên đất, khó động tâm ta như lai thần. Nên đem thói xấu quét trừ sạch, chẳng cần so đo ai là thầy, tự thân trở về sự thanh tịnh, thì là đại Phật tổ Tây Thiên, thần kỳ hiển hóa hoa trong gương. Lúc tâm gương vỡ bám vào đâu, tam giới duy tâm xiên nắm bắt, tay không nhẹ nhẹ bộ được dư. Tế công vốn dĩ là tăng điên, bình sinh vốn ghét giả đứng đắn, rượu miệng xuất ngôn tiêu khuẩn độc, quạt lát quạt đi lửa vô danh. Thánh đức hạnh đàn thốt chân ngôn, lời say huyền cơ thuật một bài,
môn đồ tế công nhiều tỉnh ngộ, siêu sanh liễu tử một chỉ trước tiên. Tam pháp yếu kệ trên, năm bài kệ ngữ, sâu nguyện người đời thể ngộ thật nhiều. Đặc biệt là những người gọi ta là thầy thì càng nên thể ngộ nghĩa chân thật của pháp môn tế công, mới có thể được thầy độ hóa thành công, vượt qua khỏi hằng hà sinh mệnh. Trong lúc con gặp khảo nghiệm, có phải còn giữ gìn phần chân tâm này hay không? Trong lúc con gặp trắc trở, có phải còn giữ gìn phần tín niệm hằng tâm này hay không? Trong lúc con chịu thiệt thòi, có phải còn giữ gìn phần thành tâm này hay không? Trong lúc con chịu những việc không như ý, có phải còn giữ gìn phần đạo tâm này hay không? Trong lúc con mệt mỏi, có phải còn giữ gìn phần tâm cảm ơn này hay không? Sau khi ngẫm nghĩ, sám hối, chúng ta vẫn phải dang rộng đôi tay, hướng đến trời xanh. Đời người như một ván cờ, thành công hay thất bại, được hay mất cũng chỉ là sự trói buộc. Chịu nhân duyên tiếp tục không ngừng, hoán đổi vai vế, khởi lên sự chuyển hợp là do bản thân. Đừng luận sầu bi, hoan hỷ nữa. Mọi trắc trở khốn khổ hay để nó tự mất đi. Dũng cảm tiếp nhận, đối mặt với chính mình, chỉnh đốn lại từ đầu rồi tiếp tục xuất phát, vượt ra khỏi hằng hà của sinh mệnh. Dùng tâm chân thành thiện đại với mỗi một người, dùng tâm khiêm tốn kiểm điểm những sai trái của mình, dùng tâm rộng lượng bao dung những ai có lỗi với mình, dùng tâm cảm ơn tất cả những gì mình đã có, dùng tâm bất biến kiên trì lý niệm chính xác, dùng tâm buông xuống đối mặt những việc khó nhất, tiếp tục nỗ lực, tiếp tục khích lệ, cố lên, cố lên.